người Thái mở cuộc điều tra liên quan tới cấp dưới của Madam Pang. Sau vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, một nhân viên trong ekip của nữ trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, Madam Pang, có những hành vi khiếm nhã, thậm chí bị xem là xâm hại đến các cầu thủ U23. Sự việc này diễn ra trong buổi lễ vinh danh các cầu thủ do vị nữ tỷ phú người Thái Lan tổ chức. Tưởng như nó đã chìm xuống êm đẹp, thì mới đây, Liên đoàn bóng đá nước này lại khơi lại mọi thứ với một cuộc điều tra diện rộng. FAT cũng cho biết họ đã thành lập một ủy ban điều tra do Trung tướng Amnuay Nimano, Chủ tịch Ủy ban điều tra đạo đức cầu thủ bóng đá Thái Lan, đứng đầu để làm rõ sự việc và báo cáo lên Liên đoàn bóng đá châu Á. Do vụ việc cũng đã lan truyền ra nhiều nước gây ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá nước này. Theo Thái Red, động thái cương rắn từ FAT rất có thể sẽ khiến cho Madam Bang mất chức, dù bà đã đứng ra xin lỗi công khai và nhân viên sai phạm cũng đã cầu xin sự tha thứ từ cộng đồng người hâm mộ nước nhà. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.